Bây giờ là 23 giờ. Tin báo khẩn cấp cơn bão số 2. Hồi 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, tức là từ 150 đến 183 km/h, giật cấp 16, cấp 17. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Như vậy, tối nay 18 tháng 7, vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, tức là từ 118 đến 149 km/h, giật cấp 15, cấp 16. Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Như vậy, khoảng gần sáng và sáng mai 19 tháng 7, vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực biên giới Việt Trung, sau đó đi dọc vùng núi Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 19 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 106,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 8, cấp 9. Trong khoảng 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc, 103,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 11, cấp 12. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16, biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 5 đến 6 mét. Từ đêm nay ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Ở các nơi khác, ở Đồng Bằng và Đông Bắc Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. Đây là một cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, chúng ta đã được theo dõi những diễn biến tâm trạng của bác sĩ Trần Tử Khang khi bước đầu tiếp cận công việc ở Bệnh viện Hồng Phúc. Vốn là người chỉ chú tâm đến công việc, những góc khuất về ý đức, về chuyên môn của lãnh đạo và y bác sĩ Bệnh viện Hồng Phúc mà bác sĩ Khang được biết đều từ lời kể của bác sĩ Ngân Hà. Điều này đã làm ông suy nghĩ rất nhiều. Cũng trong buổi đọc truyện hôm qua, hoàn cảnh xuất thân danh giá của bác sĩ Ngân Hà, người thân cận duy nhất của bác sĩ Trần Tử Khang ở Bệnh viện Hồng Phúc cũng đã được hé lộ. Cũng từ đó, tạo ra thế tương quan với tuổi thơ đầy biến động của bác sĩ Khang. Bác sĩ Ngân Hà, người mà bác sĩ Trần Tử Khang cảm tình ngay từ lần đầu tiếp xúc, có là người đồng hành với ông trên chặng đường tiên đoán sẽ có nhiều khó khăn ở phía trước. Nỗi đau về người vợ phụ tình của bác sĩ Khang liệu có nguôi ngoai khi ông lại vướng vào vòng ái tình với một phụ nữ khác? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Sau ít ngày làm việc ở Bệnh viện Hồng Phúc, bác sĩ Trần Tử Khang đã lầm. Sự lầm lẫn ấy gây cho ông biết bao đau đớn. Ngô Thị Ngân Hà là một phụ nữ đẹp, lại sinh trưởng trong một gia đình đề nếp và được giáo dục không thể là không hoàn thiện. Đó là người nữ thầy thuốc được đào tạo ngay sau phổ thông trong Đại học Y khoa Hà Nội, hệ dài hạn 6 năm. Ngân Hà là sinh viên chính quy, học một chương trình chính quy. Trong lễ tốt nghiệp, nàng tự hào hãnh diện nghe người ta đánh giá về mình và các bạn. Đây là thế hệ thanh niên thời đại mới, vẻ vang tiên tiến nhất, những người được rèn đúc theo một khuôn vàng thước ngọc
đã trở thành những con người ưu tú toàn diện. Một tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa vừa hồng vừa chuyên. Khang biết, các bác sĩ tốt nghiệp, dù từ hệ chính quy, hàm thụ hay chuyên tu, ở đâu cũng có những người hành nghề giỏi và người chưa giỏi, lại có người rất kém. Nếu làm việc ở các chuyên khoa thuộc hệ giao kéo mổ xẻ, cần cả tri thức và kỹ thuật, bắt buộc họ phải đi học thêm. Sau đó, phải được các bác sĩ lâu năm có trình độ giỏi hơn kèm cặp. Thời gian dài ngắn cũng như kết quả hay dở tốt xấu tùy thuộc tư chất và ý chí của mỗi người. Khang cũng nhận ra, kiến thức khoa học và khả năng thực hành của các bác sĩ ở ta chênh lệch, khó mà so sánh. Có tình trạng đó vì nền tảng cơ sở vật chất, truyền thống đào tạo, trình độ cũng như phương pháp dạy và học. Có tới 5 năm, các trường đại học nhận sinh viên không qua thi tuyển. Rất đông sinh viên chưa từng cầm đến bất kỳ một cuốn sách nào ngoài chương trình thầy cô dạy cho trong 3 cấp học. Từ phổ thông bước lên đại học, lẽ ra họ phải tự học là cơ bản, tự nghiên cứu là chính. Vậy mà sinh viên không hề biết hoặc rất lơ mơ về các phương pháp tư duy, phương pháp học tập hợp lý. Họ thiếu hiểu biết ngay cả vấn đề vệ sinh lao động trí óc, nói gì đến một tiến trình chi tiết tỉ mỉ và phương pháp nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh. Không chỉ có thế, những năm tháng ấy, người ta còn dạy cho học sinh sinh viên nhiều kiến thức nông cạn và sai lệch. Ví như, những kỹ thuật thụ phấn ghép chồi của nhà làm vườn Mitsurin và lý thuyết sinh học của Lysenko, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô được đề cao quá mức. Người ta tán tụng ca ngợi ông Lư, ông Mít và tuyên truyền ầm ĩ rằng gió đông thổi bạt gió tây, rằng chỉ các ông Mít, ông Lư mới là những nhà phát minh chân chính. Chỉ các ông ấy mới là những nhà bác học vĩ đại. Học thuyết Mendel là siêu hình, là duy tâm phản động. Ngân Hà là bác sĩ chuyên khoa, rồi tốt nghiệp cao học sản phụ. Danh nghĩa thế, sau một thời gian không lâu làm việc cùng khoa, Khang ngạc nhiên, nàng đã học hành và được dạy thế nào mà các thủ thuật chuyên khoa chỉ chập chững, còn kỹ năng mổ xẻ thì gần như bằng không. Sau khi ly hôn Hoàng Anh, ngoài những vấn đề liên quan đến nghề nghiệp, Khang cạch mặt đàn bà. Thế mà bất chợt, như thể là một trò đùa trớ trêu của số phận, anh bàng hoàng sau một nụ hôn khi khuôn mặt hấp dẫn của Ngân Hà nghiêng đến quá gần. Thế là ông bị cuốn vào, bị hút vào, bị cột chặt lại với những ý định, những sở thích, những ham muốn đồng cháy tràn trề, không khi nào lơi lỏng, không khi nào nguội lạnh và cũng không bao giờ vơi cạn của người đàn bà. Nhiều khi ông muốn chống lại chính ông, cũng là cưỡng lại Ngân Hà, đều không nổi. Thật lạ, ở cái tuổi chi thiên mệnh. Trần Tử Khang lại yêu, mà hồn nhiên nồng nàn. Dường như có lúc ông quên hẳn sự khắc nghiệt của thời gian tuổi tác và không biết đến những ngang trái phiền toái, rất đáng ngại bởi một quá khứ lỡ dở buồn đau của cả hai người. Thời gian dài đằng đẵng, từ khi chia tay Đặng Vũ Hoàng Anh, tình cảm lứa đôi, lòng khát khao ham muốn trong ông tưởng như đã tàn lụi hẳn. Không ngờ sức mạnh thể lực và tinh thần bấy lâu, nó chỉ ngủ yên. Từ khi dính líu với Ngân Hà, tình yêu trong ông trỗi dậy mãnh liệt như cây cỏ với mùa xuân, như bão giông và dòng thác lũ. Ông đã có ý nghĩ nghiêm túc rằng mình sẽ cưới nàng. Vậy mà không lâu, ông phải thất vọng. Thật sự thất vọng. Lâu đài tình yêu trong ông, một lần nữa, lại đã sụp đổ. Điên tiết, nàng bấu sâu vào mạng mỡ và các khe sườn của ông như muốn móc tung ra tim phổi gan ruột. Rồi như võ sĩ, với ngực ông là cái bao cát vô chi, hai nắm đấm hà dáng thình thịch, đồ phản bội, đi chút cho cao ve, đổ vào gái đĩ hết rồi. Đã mấy ngày qua, ông vẫn còn đau. Hàm hố dữ dội là cơ địa của nàng. Trong lâm sàng và trên y văn, một số căn bệnh khó chữa hoặc chưa hiểu biết đầy đủ, các thầy thuốc thường gán cho chúng hai từ cơ địa hen, cơ địa dị ứng, cơ địa đái tháo, cơ địa viêm tắc động tĩnh mạch. Chứng bệnh nào
đã được áp đặt cho hai từ cơ địa kỳ lạ, mơ hồ, khó hiểu như khái niệm về kinh lạc, về huyệt trong y học phương Đông mà vẫn được chấp nhận ấy là không thể giải thích, là không còn đường nghiên cứu. Cơ địa, như một cái gì không thể với tới, không thể phanh phui, không thể tìm biết cho cùng. Nó đã tới ngưỡng, tới điểm dừng, là giới hạn của trí tuệ con người. Ngoài những căn bệnh cơ địa, còn có chứng cơ địa tình dục cuồng si. Cơ địa, tính chất riêng của mỗi cá thể ấy là gì và như thế nào? Một bất khả chi. Cuộc sống chung trạ giữa đàn ông và đàn bà không hôn thú, không con cái, không cả nỗi lo toan vật chất, thì chỉ còn có mỗi một chuyện sex. Chỉ còn một trò chơi tình dục. Nhưng bác sĩ Trần Tử Khang không thể chỉ dành riêng cho một người đàn bà. Biết bao người bệnh trông chờ vào trí tuệ và bàn tay ông. Có lúc ông ao ước hết sức ngược đời. Nếu như không có chiến tranh, không đi sơ tán, không gặp Đặng Vũ Hoàng Anh, thì ông đâu phải đau đớn chịu sự cháo trở và phản bội. Nếu không chuyển ngành về Bệnh viện Hồng Phúc, không về sống ở Hà Nội, thì làm sao ông phải xót xa, mắc vào ác nạn Ngô Thị Ngân Hà? Nhưng với Hoàng Anh hay Ngân Hà, ông đều chủ động cả đấy chứ. Nếu từ những năm trẻ tuổi, gặp ngay được một người như Lam Khương, thì quyển sách đời ông chắc đã có những trang khác hẳn. Trời bắt tội ông chăng? Có phải cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ của con người đều do trời Phật thánh thần, ngẫu nhiên, may rủi? Tất cả là do số phận. Không thể có cái từ nếu ấy được. Con người tự làm khổ mình một cách mê muội. Và không phải là không tội lỗi khi mình cũng lại là nguyên nhân của nỗi đau người khác. Trần Lam Khương, bây giờ em sống ra sao? Nơi chân trời góc bể nào? Anh có tội vì đã đẩy em tới đoạn trường ấy. Anh chấp nhận mọi sự trừng phạt nếu em không rộng lòng tha thứ. Mối tình của Lam Khương với ông kéo dài 2 năm tròn mà không thể tiến tới hôn nhân. Khi đó ông nghĩ mình cần đối xử tử tế với Ngân Hà. Con người ai chẳng có lỗi. Người phương Đông nói nhân vô thập toàn. Sai lầm là thường tình. Chung tình với Ngân Hà Khang nghĩ là việc chính đáng. Dù đã một đời chồng con và nhiều tuổi hơn, nhưng nàng đến trước Lam Khương. Và ông thật sự lo lắng cho cô gái trẻ này. Nếu biết, Ngân Hà sẽ không ngần ngại gì mà không tung ra những chiêu thức tàn bạo. Sáng thứ Bảy, mặt trời chưa mọc. Căn hộ 510, chung cư cao tầng A1, khu đô thị mới Đại Phú Gia, nhà riêng của Ngô Thị Ngân Hà. Từ cái ghế đặt trên mặt sàn, Trần Tử Khang buồn bã nhìn qua cửa sổ. Dưới đường lác đác có người đi lại. Những cây liễu, cây phượng, cây sữa mới trồng trên dải cỏ nhỏ hẹp. Lá cành xương ướt đầm đìa. Bên kia con đường nhựa. Lại một vỉa hè lát gạch xi măng xám xịt, cũng những cây cối vừa mới bén rễ cằn cỗi là chung cư cao tầng khác. Tầm nhìn bị chặn đứng lại, trên cao sao hút một khoảng trời xanh nhỏ bé, thăm thẳm vòi vọi. Thu đã đi qua cả nửa mùa rồi. Từ nhà tắm bước ra, Ngân Hà đầm đìa nước lạnh, vẫn chưa thấy nguội đi dục vọng chứa chan nơi da thịt, sắc mặt và đôi mắt nàng. Tấm thảm hoa thổ nàng quý ướt đẫm cả một mảng rộng. Hà không cầu thả bừa bãi như thế bao giờ. Lúc rỗi rãi, nàng vẫn cau có tìm nhặt những sợi tóc của ông rơi rụng đây đó. Ngân Hà kéo cái khăn bông lớn trên giường, vừa lau chùi thân mình, vừa nói chan chát. Mới được cái với con nào phải không? Im lặng. Hả? Còn chip hôi Lam Khương phải không? Hay là đi ca ve? Ngân Hà cứ nói thế, chứ nàng không hề biết chuyện ông và cô bác sĩ trẻ gian díu một thời. Hà cũng không biết Lam Khương đã rời xa tổ quốc những mấy năm rồi. Hà có cái vốn từ ngữ tú khẩu cẩm tâm, phong phú và quý hiếm thế. Nghe hay quá nhỉ? Đầu đã bạc trắng thế kia mà còn thích xài gái cốm thì chỉ có ca ve thôi. Lấy đâu ra con nhà tử tế? Đừng có mà mơ hão. Còn Lam Khương là bác sĩ, lại trẻ lại xinh đẹp như thế. Nó mà thèm yêu cái mặt già của ông à?
chắc giờ nó đã chồng con đề huề rồi. Ông đi được cái với lũ bán trâu nuôi miệng, mang HIV, lậu giang mai, trùng roi, nấm bệnh về đổi cho tôi. Không xong với con này đâu đấy. Tôi không đi với ai cả. Khang dằn từng tiếng một. Ông không còn tâm trí và bình tĩnh để im lặng hoặc tìm những ngôn từ khác cho tế nhị và trong sáng hơn. Không đi với ai? Nàng kéo dài từng tiếng. Tôi hỏi, ông bảo không đi với ai? Thế vì sao đã một tuần rồi? Hà sàm sỡ mãi mà không ngượng à? Tôi già rồi mà. Ông Khang vẫn cố kiềm chế. Anh nói gì? Già rồi à? Là bác sĩ, nói thế mà cũng nghe được à? Là gì? Thì tôi cũng chỉ là con người thôi. Sức tôi cạn kiệt rồi. Cô hãy đi. Ông sẵn giọng và quay mặt ra ngoài cửa sổ. Ái chà! Hà kéo dài giọng. Có thách không? Dám không? Im lặng giây lát, Ngân Hà tiếp. Không cần vẽ đường cho hươu chạy đâu nha. Con này... Nàng kịp dừng lại cụm từ, cũng không ngọng. Và Hà cũng nhớ ra mình đang đối thoại với ai. Nói toạc móng heo, chẳng hay ho gì cả. Biết cách tấn công đối thủ, để lấp liếm lỗi lầm và giành phần thắng, người đàn bà nói tiếp. Anh lại muốn bỏ tôi phải không? Tôi già rồi, thưa đồng chí phó bí thư đảng bộ. Biết ngay mà, anh đang tìm cớ ngụy biện mưu mô. Tôi cũng đã tiên lượng rồi, tôi đã chẩn đoán ra những cái hốc đen đang thối rữa trong tim gan của anh rồi. Vì mấy lần tôi nói đến việc đăng ký giá thú, anh chỉ im lặng. Tôi tưởng anh là trí thức, hiểu biết và trung thủy. Tôi cũng tưởng anh đang vướng chuyện chăm sóc mẹ già. Hóa ra, anh chỉ là một thằng đàn ông tầm thường, một gã mùi rích đồi tệ, nông cạn, nhỏ nhen, ích kỷ, ăn xổi ở thì mà thôi. Tôi kiệt quệ rồi, tôi xin cô. Anh vừa nói gì? Nói gì thì nói nhá, tôi cấm anh không được gọi tôi bằng cô. Ngân Hà thoáng sững sờ, rồi nàng toáng lên. Đã mấy lần tôi bảo rồi, tôi ghét cay, ghét đắng, tôi căm thù kẻ nào gọi tôi bằng cô. Cô gì, cô lô, cô lốc cả. Một lần nữa, Ngân Hà lại kịp dừng, không đọc tiếp cho đến hết những câu vẻ thô tục. Ngừng như để lấy sức, Hà hạ giọng. Sao anh không nói mình già rồi, ngay từ khi mới gặp nhau, có phải là may cho tôi không? Người đảng viên già nhắm mắt lại. Ông hít một hơi thật sâu, cố loại bỏ cảm giác lờm lợm. Phó bí thư đảng bộ, đồng chí Ngô Thị Ngân Hà ơi, tôi sợ đồng chí quá rồi. Biết mình già rồi, biết mình yếu rồi. Biết mình sắp liệt dương, là bác sĩ thì phải tự lo, tự nghiên cứu mà chữa lấy chứ. Đàn ông có mỗi cái đó là biểu hiện sự sống, thể hiện phái mạnh, là đáng tự hào, là đáng cái mặt của một chí nhân quân tử. Nó mà liệt là coi như xong đời, là đi tong, là sống bằng thừa, là sống mà như đã chết, hiểu không? Như chết, đã chết. Ông Khang xây sẩm vì những lời báng bổ của Hà. Lạ quá, ông chưa biết nói gì hay không còn muốn nói nữa. Ngân Hà điên rồi, cái bản năng không được thỏa mãn, nó lồng lộn, gầm rít, gào thét, hung dữ, đến thế kia ư. Gần 3 năm trời giao tiếp, ông chưa thấy Lam Khương sử dụng một từ sống sượng nào. Nàng không bao giờ to tiếng hay nói quá lời, ngay cả trong lúc ngồi nghe ông khăng khăng bỏ mình. Ngân Hà tiếp, mang tiếng là bác sĩ trưởng khoa, không đáng. Ngân Hà lại suýt buột miệng, xách dép cho cái thằng tài xế. Khi hình ảnh anh Tài và khu rừng có con suối khăm bật lên lộ lộ rõ ràng từ cái hố sâu tiềm thức của mình. Anh biết thị trường có bao nhiêu loại thuốc tăng cường khả năng? Nàng định nói với ông thật rõ ràng cụ thể về các loại thuốc hỗ trợ hoạt động tình dục. Các hóa dược tác dụng cương dương, thuốc của Mỹ, Trung Quốc và của ta cũng tràn đầy, rẻ bèo. Nàng nguýt dài. Không có lẽ để con đàn bà này đeo mặt mo đi tìm mua thuốc cương dương chăng? Thật quá khủng khiếp. Những lời nói tục thô lỗ và bạo trợn,
Ngân Hà đã tiếp thu từ những ngày đi buôn chuyến Hà Nội Lạng Sơn, Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và cả trong những cuộc chạy mánh hay mua bán trao tay vặt vãnh ngay trên các phố xá, chợ búa, ngõ ngách của thủ đô với đủ loại hàng hóa xấu tốt, đủ hạng quan chức và thường dân sang hèn dưới cái thời bao cấp khó khăn. Ngân Hà đang nằm sấp mặt giữa giường, hai chân duỗi thẳng và cánh tay dang rộng. Suốt cả đêm, cả hai đều không ngủ, thất vọng và cuồng nộ. Sáng ra, Ngân Hà nuốt vội 4 viên thuốc an thần Sezusen và uống cạn cả cốc nước to đã hòa tan 1 viên giảm đau hại nhiệt Efferegan, rồi giao mình xuống giường. Ông biết, nàng chỉ nhắm mắt không đấy thôi, lại chồm lên ngay bây giờ cho mà xem. Nàng uống 2 loại thuốc ấy thường xuyên, lâu ngày đến mức đã nhờn tác dụng. Không phải lý do ở thuốc, không phải dược phẩm kém chất lượng. Cơ thể nàng đòi hỏi nó với mức cao hơn rất nhiều so với mọi người. Liều gấp đôi dược thư như nàng vừa dùng chỉ mang lại 1 tác dụng giảm đau, chưa từng gây được giấc ngủ với nàng bao giờ. Không gian bên ngoài thoáng đãng và trong sáng quá, nhưng tâm tư ông rối bời, tăm tối, u buồn. Khang xót xa nhớ ông nội và mẹ mình. Các cụ mong đợi ở cháu con mình một nghề nghiệp vững vàng và một gia đình riêng vuông tròn đầm ấm. Vậy mà sau nỗi đau Hoàng Anh, ông lại gặp quá nhiều rối rắm về công việc ở các bệnh viện và chuyện dính líu với người đàn bà đang nằm úp sấp mặt đây. Vừa lúc Ngân Hà chờ mình, ông hỏi, Hà thức hay ngủ? Anh như thế mà bảo tôi ngủ được à? Vậy Hà dậy đi. Làm gì? Ta nói chuyện. Chẳng có chuyện gì mà nói cả. Thì cứ ngồi dậy đi. Tôi nằm, tai có điếc đâu. Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với Hà đấy. Đây cũng không đùa. Vậy Hà ngồi dậy đi. Người gì lạ nhỉ? Có phải là cuộc giao ban hay đại hội chi bộ đâu? Đây là nhà riêng của tôi. Tôi lại vừa uống thuốc an thần, thuốc giảm đau. Nói gì cứ nói. Tai tôi không thối, không điếc. Tâm thần kinh cũng chưa mê lú. Ông thở dài, khá lâu sau mới lại nói. Cũng vẫn là chuyện cũ thôi, chúng ta đã nhiều lần sướng lên rồi. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Ngân Hà bật dậy, chồm về phía ông hỏi dồn. Ông Khang nhìn vào mắt Hà. Thời gian qua, chúng ta đã bộc lộ hết. Cái gì? Nhiều lần... Ta đã nói với nhau về chuyện chia tay rồi. Anh vẫn muốn bỏ nhau à? Con người, ai cũng cần có một cuộc sống ổn định, êm ấm. Nhưng Hà thấy đấy, chúng ta không mang lại cho nhau điều gì mong đợi. Thời gian đã quá đủ. Thử nghĩ xem, có ai yêu thương anh bằng tôi không? Bản chất và cá tính của những người như chúng ta đều đã định hình rồi. Ngân Hà ngồi phịch xuống mặt giường im lặng. Ông Khang lắc đầu. Hơn nữa, sức khỏe anh đã có những chuyển biến xấu. Thôi đi, tôi thấy rõ cái tim đen của anh rồi. Chưa bao giờ Hà bình tĩnh cả để nhìn nhận cho rõ ràng, thấu đáo và công bằng về hai chúng ta. Chưa bao giờ Hà đánh giá đúng mình, đúng người. Hà chỉ giỏi to giọng và thích nổi đoá thôi. Ta không có gì gắn bó ngoài chuyện quan hệ, ràng buộc nhau mà để làm gì. Sao anh không nói ngay từ đầu? Anh giữ gì tôi hơn 10 năm rồi. Bây giờ tôi lấy ai đây? Người đàn bà ngừng lời, nước mắt rơm rớm. Có thằng đàn ông nào thèm ỏ ê đến tôi nữa chứ? Hà khóc, chớp nhoáng nước mắt chan hòa. Tôi căm thù anh, tôi sẽ vĩnh biệt tất cả. Còn Kim Thoa, nó sẽ trả cho tôi cái hận ngất trời này. Mà con bé có yếu ớt hiền lành thì còn anh chị em và bạn bè tôi nữa. Nhất định họ không để nguyên lành cái thân xác anh đâu. Ôi mày thiêng thế, đêm qua tao vừa nằm mơ hai đứa mình đi chơi với nhau đấy, rất chi là xa. Và cảnh quan thì vô cùng đẹp. Chúng mình được một anh chàng chiêu đãi một bữa bún mắm tôm đậu rán và chanh ớt cực ngon.
Ngân Hà ôm chầm lấy Bảo Hiên, liến thoáng ngay trước cửa căn hộ của mình. Nàng đã mơ và thành thực nói thế, dù biết nhiều năm rồi bạn mình chỉ thích sơn hào hải vị. Thì buông ra, để tao vào nhà đã nào. Bảo Hiên vừa cười vừa nói, vừa giãy giụa trong đôi cánh tay võ sĩ của bạn mình. Khi cả hai đã yên vị trên bộ ghế gỗ xà cổ trong phòng khách, Bảo Hiên hỏi, mày đang có chuyện gì vui lắm phải không? Lấy đầu ra những vui sướng, rồi tao kể sau, mày về bao giờ? 2 ngày rồi, nhưng tao phải ngủ bù, lần nào chẳng thế, cho thích nghi với múi giờ Việt Nam mà. Xa nhau biên biệt cả năm, chủng không cho mày rời khỏi giường chứ gì. Ôi xuống máy bay, tao lên taxi, về ngay nhà chị Bảo Thục, chứ có về nhà mình đâu. Thế mày trốn chồng hẹn bồ à? Vẫn thằng cũ hay thằng mới đấy? Không đợi Bảo Hiên trả lời, Ngân Hà tiếp ngay. Mà quà của tao đâu? Đây, gớm chết, khách đến nhà ngồi chưa nóng chỗ. Cái gì tao đã hứa thì bao giờ chẳng có. Mà chủ nhà đâu có cái loại chủ nhà chưa mời khách được cốc nước lọc đã nặc quà ngay được. Trách cứ bạn như vậy, nhưng Bảo Hiên cười vui vẻ và mở ngay túi sách. Nàng lấy ra một lọ nước hoa. Chanel số 5 của Pháp đắt tiền đây, nó là thứ nước hoa sang nhất thế giới. Chỉ đàn bà thuộc tầng lớp quý tộc mới có thể và đáng mặt dùng nó. Dừng một lát, Bảo Hiên lấy ra món quà thứ hai, tờ 100 đô la. Tờ xanh này là cho con bé, nó không có mặt ở đây à? Không, chỉ khi nào tao ép, nó kêu về đây buồn lắm. Nó ngại chạm mặt những người đàn ông của mẹ đấy mà, Bảo Hiên cười giòn. Mày bảo con bé, cô Bảo Hiên thưởng nó thi đỗ đại học nhá. Mày gửi cho con dâu tương lai chứ gì, con Kim Thoa nó biết tính toán chu đáo khôn ngoan lắm nhá. Nó bảo các trường kinh tế ở Việt Nam, đại học thương mại dễ vào hơn cả. Nó thi trường đó cho chắc ăn. Trường ngoại thương danh giá thích đấy, nhưng điểm vào cao quá. Thi kinh tế quốc dân cũng có thể trượt vỏ chuối lắm. Khi nào thằng cu nhà mày về nước, chúng mình cho hai đứa gặp nhau nhá. Con bé khôn ngoan thế tao mừng cho mày. Đại học nào mà chẳng là đại học. Cứ có bằng đại học trên đại học cái đã, mọi chuyện khác tính sau. Như tao, nếu cứ bám vào cái bằng đại học không thôi, có thể đến bây giờ vẫn còn là một con mụ dân nghèo thành thị. Làm gì có tiền bằng những con mẹ bán rau bán cá nhan nhàn ở những cái chợ cóc thủ đô. Còn chuyện trai gái thời nay, chẳng cần bố mẹ phải dẫn dắt đâu. Cứ ngửi thấy mùi sếch, thấy hơi tình ái là chúng nó tìm đến nhau ngay đấy mà. Thế kỷ 21, Internet phổ cập rộng rãi, trẻ con sớm biết mọi thứ. Tao nói với Kim Thoa, còn học đâu cũng không bằng học cô Bảo Hiên đấy. Ôi thế hệ sau, bọn trẻ phải hơn chúng mình chứ. Thời phổ thông, học văn giỏi hơn tao mà mày không nhớ câu hậu sinh khả úy à? Không đạt học vị tiến sĩ, cũng phải động viên hai đứa chiếm kỳ được cái bằng thạc sĩ và phải dạy cho chúng nó sớm giỏi kiếm tiền. Chứ như tao và mày ngày xưa khổ quá. Thằng cu nhà tao sắp tốt nghiệp rồi, tao sẽ cho nó học tiếp cao học ở ngay bên đó. Con trai mày thạc sĩ kinh tế Mỹ nhất rồi còn gì. Bảo Hiên sinh ra cho một gia đình công nhân. Bố là thợ tiện nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo. Mẹ là nhân viên cửa hàng rau quả chợ Cửa Nam. Gia đình lao động giản đơn, địa vị thấp nhất xã hội, lại đông con. Cuộc sống thời niên thiếu và tuổi trẻ của Hiên không dễ chịu gì. Đôi bạn cùng tuổi và học cùng lớp từ vỡ lòng tới hết phổ thông, rồi cả 6 năm đại học nữa. Khi mới vào cấp 3, Bảo Hiên đã có một nhan sắc lộng lẫy, bộ ngực to, cân đối và rất căng. Các đường nét trên khuôn mặt hài hòa, da trắng, mỏng và mịn, mũi thẳng và cao, cặp mắt to lại sâu, hai hàng mi rậm dài cong vút. Đôi mắt ấy mở ra hay cụp xuống đều làm xôn xao náo động tâm hồn những người đàn ông mơ mộng si tình. Không ít người ngờ rằng Bảo Hiên là con lai da trắng, nhưng đôi mắt nàng không có màu xanh nước biển và mái tóc vàng lúa chín. Nhìn kỹ, thấy mắt nàng màu nâu và mái tóc vẫn là cái màu vàng gió nắng.
Ngân Hà thầm chịu thua khuôn mặt đẹp kiêu sa đột biến di chuyển ấy. Là đứa lạc loài thế nào ấy chứ, ngắm kỹ cả nhà ấy, nó có giống ai đâu. Hà luôn ngầm so sánh, mình đâu kém nó. Ngoài vẻ mặt xinh đẹp, nó không có cái tài nào cả. Ngân Hà hấp dẫn đàn ông theo hướng khác, là ở cái dáng dấp màu mỡ phồn thực. Hà biết nói chuyện lôi cuốn với từng loại đối tượng, lại có giọng hát hay nữa. Bạn trai, ai cũng dễ gần gũi. Những người đàn ông mới gặp đều bị hút hồn vào cái thân hình và mùi hương gợi dục hừng hực lộ liễu, mãnh liệt của Hà. Đôi môi Bảo Hiên thật khó tả, nhiều người khó cưỡng lại được những hành vi dại dột khi ở gần nàng. Như một đóa hoa hàm tiếu với những con ong đói mồi, nàng đã từng tát vào mặt hàng chục kẻ thô kệch sỗ sàng, những thằng đàn ông ngu xuẩn, lỗ mãng, dám sấn sổ. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.